tiếp chấp 266 của bộ truyện tích chữ 10 vạn vật tư trước ngày tận thế. Trần Lạc vui mừng nghĩ, mình tin phán đoán của bé cơm, cô ấy đã nói rồi, vậy thì Mễ Lạp nhất định là hệ sinh mệnh. Cậu liền liên tưởng đến cảnh mình đi ăn cướp giữa thanh thiên bạch nhật, bị người ta đánh sắp chết mà được Mễ Lạp bắp liền nở ra nụ cười khốn nạn, một khi cô ấy thành thần thì đến cả cái chết mình cũng không sợ. Chợt bé cơm lên tiếng hỏi, đúng rồi, Trần Lạc lúc trước có phải anh đã lờ mờ tìm ra cách sử dụng ngưng động thời gian rồi đúng không? Trần Lạc ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, nói thật thì tôi đã nắm được cách ngưng động thời gian rồi. Bé cơm liền tán thưởng còn không quên can dặn, tốt lắm. Nhưng anh nhớ kỹ, anh tạm thời không thể để lộ dị năng này. Cô dùng bộ dạng nghiêm trọng nói, tôi có dự cảm khoảng một tháng nữa sẽ xuất hiện một vật phẩm vô cùng quan trọng. Ừm, giống như chu quả, là thứ giúp gia tăng tuổi thọ, nhưng hiệu quả nhiều hơn so với chu quả. Trần lạc đầu nảy số, lẽ nào việc thăng cấp của Mễ Lạp cần thứ có lượng lớn sức mạnh sinh mệnh? Bé cơm nói tiếp, dẫu sao thứ này cũng không chỉ có lợi cho Mễ Lạp, mà còn gián tiếp có tác dụng lớn với anh. Nếu như anh hiện giờ để lộ khả năng ngưng động thời gian, thì sẽ rất khó có được nó lần nữa. Nhìn về phía Mễ Lạp đang ăn phần còn lại của chu quả, Trần lạc gật đầu bảo, ừ, tôi biết rồi. Rất nhanh sau đó Trần lạc đi ra bên ngoài không gian dị năng bảo. Đợi lát nữa pha trả xong chúng ta sẽ vào không gian. Không có chuyện gì nữa thì bắt đầu thu dọn đi. Nam Nam man man có chút khó tin hả một tiếng. Cậu Trấn An bảo, yên tâm. Không gian của tôi không giống với những hệ không gian khác. Các cô. Chưa kịp nói xong trợt cậu cảm nhận được hai đạo thân ảnh từ xa bay đến. Ơ, ừ, hình như có người đến rồi. Nhìn hai tên vừa đáp xuống trần lạc thầm đánh giá, hai người này đều là cấp thần. Không biết bọn họ có mấy quy luật. Tên đầu chọc lốc đứng khoanh tay thở dài nói, "Hai, Kim Trảo huynh, vận may của chúng ta tốt thật, không ngờ có thể tìm được phạm nhân truy nã thật." Tên Kim Trảo cười gian trá hỏi, "Ngươi tên là Trần Lạc sao?" Trần Lạc bung ra sức mạnh không gian trầm mặc nghĩ, không ngờ hai tên ngốc này cũng có được khả năng phá vỡ không gian, nhưng ông đây không hề sợ nhé. Hai tên cấp thần nhìn lớp màn chắn không gian của Trần Lạc vỡ ra liền cười đắc ý, "Ha ha, không gian vỡ rồi." một người hệ không gian như hắn không thể làm gì nữa. Hai tỷ tử tinh về tay rồi, vận may đến có cản cũng không cản nổi. Trần Lạc tức giận nhắc nhở, đừng nói tôi không cho hai người cơ hội. Hiện giờ rời đi thì còn kịp, nếu không nhà của hai người sẽ không còn nữa đâu. Tên đầu chọc lốc không tin cứ đắc ý nói, may chẳng có cơ hội nào đâu, hôm nay ta sẽ cho mày trầu trời. nghe đó hắn ta chỉ sang tên Kim Trảo nói tiếp, nhà của tao ở đâu nó còn không biết, mày có thể biết được sao. Kim chảo cười gian trá bảo, đừng nghĩ là thật. Tên này khả năng là sợ rồi nên mới nói lời uy hiếp kỳ lạ như vậy. Trần Lạc chừng mắt đưa hai ngón tay lên chuẩn bị búng lạnh giọng nói, cho thang mà không biết leo xuống. Được, cút đi. Lát nữa ông sẽ tịch thu nhà của hai người. Cho hai người vừa lòng. Nói rồi Trần Lạc liền búng tay một cái tách trong khi hai tên cấp thần đang đâm đầu xong lên. Lập tức sau đó cả hai liền y như tên tam thân vương xuất hiện bên ngoài tinh không ngắm sao trời trên dãy ngân hà, Trần Lạc thổi một hơi vào ngón tay vừa búng bảo. Tôi nhớ lúc tịch thu nhà của Tam Thân Vương, thu được một quyển chứa đựng thông tin của tất cả các cấp thần. Hai cô giúp tôi phiên dịch tư liệu của hai tên này. Hai cô thị nữ liền tuân lệnh đáp, vâng. Trong lúc Nam Nam đang tra cứu thông tin của hai tên cấp thần vừa rồi thì Man Man tiến lại gần khép nép đề nghị, thiếu ra. Ngài dù sao cũng đang bị truy nã. Gương mặt thực sự quá dễ nhận ra. Ta rất giỏi dịch dung. Để tránh có thêm những rắc rối khác. Ngài có muốn Trần Lạc liền vui vẻ đồng ý, được, cô làm đi. Nửa tiếng sau khuôn mặt mới của Trần Lạc vô cùng sáng bóng. Trần Lạc tự khen chính mình, ôi trời, đẹp trai ghê. Hiện giờ người khác tuyệt đối sẽ không nhận ra tôi. Man man hãnh diện với tài nghệ của mình đáp, thiếu ra vừa ý là được. Lúc này Nam Nam đã tra được tư liệu của hai tên cấp thần đó liền gọi, thiếu ra đây là tư liệu cụ thể của hai kẻ vừa rồi. Dừng lại một chút cô nhắc nhở thêm. Còn có một chuyện nữa đó là nếu ngài chỉ muốn dựa vào thay đổi khuôn mặt để né tránh truy nã là chuyện không thể. Quan trọng là ở hành tinh có mấy chục vệ tinh không ngừng quét hình. Cô dùng bộ dạng lo sợ nói tiếp, không chỉ quét gương mặt mà còn có thể tra ra được cấp bậc của đối phương. Cấp thần như ngài rất khó có thể trốn được cách kiểm tra này. Man man cũng nói thêm, một cấp thần kỳ lạ tiến vào chắc chắn sẽ bị kiểm tra quy luật. Một khi quét ra được quy luật hư không hành tẩu hoặc dịch chuyển không gian thì có thể nhận định là ngài. Trần Lạc không lắm bận tâm. Cậu nhét cuốn sổ ghi chép vào không gian Trần An, yên tâm. Ngay đó Trần Lạc xoa xoa đầu hai cô thị nữ tài năng của mình cười bảo, tương kế tự kế. Cậu đắc ý nghĩ, dẫu sao trên lệnh truy nã cũng chỉ nói mình có hai quy luật là hư không hành tẩu và không gian dịch chuyển. Nhưng anh đây còn có hai quy luật phòng ngự có thể thoải mái để lộ. Hết chấp 266.